người mẹ để con ngồi ngược khi chạy xe máy gây kinh hãi và phẫn nộ. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một khoảnh khắc mẹ chở con trai trên xe máy khi tham gia giao thông và được người đi đường chụp lại. Hình ảnh này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận phê phán. Theo đó, một người mẹ trẻ điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ, một em bé ngồi đằng trước và một em bé trai ngồi đằng sau yên xe. Điều đáng nói là bé trai ngồi sau yên xe máy không những không được mẹ đội mũ bảo hiểm cho mà còn ngồi trong tư thế ngược cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, phần đuôi xe còn được buộc một sợi dây dài kéo lê xuống đất mà theo nhiều người cho rằng đây là cách mà người mẹ này đồng ý cho con chơi đùa khi ngồi trên yên xe. Trong khi đó, đường xá lại quá đông xe cộ lưu thông, cậu bé còn chưa thể chạm đến phần gác chân. Một chiếc xe tải cũng chạy sát cạnh chiếc xe máy của ba mẹ con. Thế nhưng người mẹ này không hề quan tâm đến sự an toàn của con mình. Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này đã nhận về vô số bình luận chỉ trích của người dùng mạng. Phần lớn đều cho rằng người mẹ này đã quá vô tâm khi vô tình đẩy con vào tình huống nguy hiểm như thế. Mặc dù người đi đường chứng kiến tỏ ra rất lo lắng cho an nguy của ba mẹ con, nhưng người mẹ trẻ lại thản nhiên coi như không có gì đáng sợ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Phía dưới bức ảnh là một loạt bình luận chỉ trích gay gắt. Trời ơi, chị này là mẹ kiểu gì vậy? Sao lại cho con ngồi tư thế nguy hiểm thế kia chứ? Xe tải đi ngay bên cạnh kìa, chỉ cần bấm còi mà bé giật mình là ngã ngay. Thật sự những người như này không xứng làm mẹ. Chắc chiều con quá đây mà, không cho nó ngồi thì nó lại khóc bù lu bù loa lên. Nhớ không may ngã xuống đường thì biết khóc kêu ai bây giờ, ý thức để đâu không biết. Mẹ kiểu gì vậy? Nhìn không thấy nguy hiểm hay sao mà để con ngồi kiểu đó? Thật đáng phẫn nộ. Bao nhiêu nguy hiểm rình rập trên đường, không hiểu người mẹ này nghĩ gì luôn đó. Đến người lớn ngồi kiểu này còn sợ huống gì trẻ con. Chắc chiều con quá đây mà, không cho nó ngồi thì nó lại khóc bù lu bù loa lên. Thành viên mạng TCK cho biết vụ này mình có chứng kiến nè. Lúc chiều cũng tính nhắc nhở nhưng nhìn mặt bà mẹ cứ hầm hầm nên mình lại thôi. Số khác thì cho rằng có thể người mẹ di chuyển chậm, đảm bảo an toàn cho con của mình. Thế nhưng, khi tham gia giao thông, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi hai chân của bé trai sẽ bị vướng vào phần tam xe gây nguy hiểm. Chưa kể, nếu có sự cố thì người mẹ sẽ không thể xử lý kịp khiến bé trai giật mình ngã ra đường nếu phải phanh đột ngột. Những hình ảnh người mẹ phóng xe để con ngồi ngược sau yên xe máy chơi đùa vô cùng nguy hiểm ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người kinh hãi tột độ. Hành động của người mẹ ngay sau đó nhận về chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Hầu hết tất cả đều phê phán sự chủ quan của người mẹ và hy vọng có hình phạt thích đáng để răn đe. Dạo quanh các cổng trường mầm non ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào lúc tan học, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người lớn chở con nhỏ phía sau nhưng không có dây đai an toàn. Trẻ nhỏ khi ngồi trên xe chưa có ý thức bám vào người lớn, nên khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường sóc sẽ khiến cho trẻ khó giữ được thăng bằng hoặc ngã khỏi xe. Một cách chở con trẻ khác, đó là việc khá nhiều bậc phụ huynh cho con đứng, ngồi nơi để chân của xe tay ga. Đây là một vị trí không an toàn bởi để trẻ ở phía trước, côn trùng và bụi bẩn sẽ dễ bay vào mắt trẻ. Nguy hiểm hơn, trẻ em thường không có phản xạ nhanh trong những tình huống bất ngờ. Nếu phanh xe đột ngột, trẻ có thể lao về phía trước gây chấn thương. Vị trí ngay sau tay lái là vị trí nguy hiểm nhất. Chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy đứa bé đến phía trước. Nếu xe ngã, vị trí phía trước là nơi chật chội, chèn ép và tay lái có thể quay ngang chọc vào người trẻ. Bất cẩn hơn, nhiều người còn vừa điều khiển phương tiện, vừa nghe điện thoại càng làm tăng thêm sự nguy hiểm cho con trẻ. Ai dám chắc khi có sự cố, những ông bố, ba mẹ ấy sẽ kịp xử lý, còn em bé liệu có được bảo đảm an toàn?